khám phá vũ trụ song song của ba người bạn. Hoan nghênh lên tàu những con quái vật. Trong nhà ga hành khách của khoa học 6935, tôi và ba người bạn Ben, Luna và William đang đợi ở cổng đề 5 để trở về hành tinh 3507. Khi tôi đang chơi game, đèn đột nhiên mờ ảo. Ben khẽ nói, tôi thấy có một dự cảm không lành. Sau đó, một loạt quái vật từ Dark Poem xuất hiện. Tôi hét lên, chạy đi! Chúng tôi điên cuồng, lao đến máy bay và nhìn thấy cảnh báo chào mừng đến thung lũng nguy hiểm. Con quái vật lập tức bao vây phi công và phó lái. Tôi hét lên, đã quá muộn, chúng ta không thể cứu họ. Luna đáp, bọn mình sẽ chạy vào buồng lái ngay bây giờ, di chuyển nhanh lên. Ngay sau khi vào, chúng tôi chặn con quái vật bằng một cánh cửa kim cương và ngay lập tức sử dụng chiếc vòng tay ba chiều để kêu gọi chiến sĩ lao vào quái vật. Đột nhiên, một con quỷ với chiếc nĩa sét bước vào và biến những người lính thành cát bụi sau khi phóng ra ánh sáng, tiến vào thung lũng nguy hiểm. Sau đó, những con quái vật lao ra khỏi buồng lái và đến khoang hạng nhất để giết tất cả các hành khách trên máy bay. Một tiếng hét thảm thiết vang lên khắp cabin. Tất cả các hành khách đều hoảng sợ, bất kể có chạy trốn, cuối cùng vẫn bị giết chết một cách tàn nhẫn. 4 tiếng sau, máy bay đột ngột mất lái, bắt đầu quay và đâm vào trường lực xung quanh Dark Poem. Chúng tôi đâm vào sườn núi, may mắn thay, hầu hết quái vật đã chết vì va chạm. Chúng tôi lặng lẽ đập vỡ kính và đi thẳng đến thung lũng nguy hiểm. Chúng tôi hướng về phía thực vật phát điện. Luna nhặt một ít để chế tạo thuốc ma thuật có thể kích hoạt thần giao cách cảm. Bạn bè vs quái vật. Tôi hào hứng giải thích, bây giờ bọn mình chỉ cần một ít máu của quái vật một mắt. Đột nhiên, một con quái vật xuất hiện trước mặt tôi. Chúng là một loại quái vật có thể cảm nhận từ xa và tấn công bằng tia laser. Mắt của quái vật một mắt bất ngờ bắn ra một tia sáng về phía chúng tôi. Luna hét lên, tản ra! Ben hét lên, trời ơi, bọn mình suýt thì chết. Sau đó, chúng tôi chạy tán loạn. Chúng tôi không nhìn thấy chùm tia sáng va vào máy bay. Khói đen bốc lên dữ dội. Quái vật một mắt ngay lập tức phóng ra một chùm tia sáng khác. Ben sử dụng tấm chắn để phản chiếu chùm ánh sáng và hạ gục hắn. Chúng tôi nhanh chóng thu thập máu của quái vật. Luna đưa cho tôi một số mảnh gỗ. Chúng tôi làm một cái bàn và một cái chậu lớn. Sau đó, trộn plasma, nhà máy điện và máu quái vật với nhau. Lúc này, một người ngoài hành tinh đã được chuyển đến chỗ chúng tôi. Tiến đến khu 51. May mắn thay, tôi có một xô dung nham mà người ngoài hành tinh rất sợ. Luna và William nắm chặt lấy anh ta từ hai phía. Sau đó, tôi đổ dung nham lên người anh ta. Linh hồn anh ta rơi ra và linh hồn này có chức năng dịch chuyển tức thời. Chúng tôi đã sử dụng số máu quái vật còn lại để cùng nhau tạo nên hòn đá ma thuật. May mắn thay, một chiếc đĩa bay đã xuất hiện trước mặt chúng tôi. Tôi đặt hòn đá ma thuật vào khe của đĩa bay để kích hoạt nó. Chúng tôi đã nhảy vào đĩa bay. William với kinh nghiệm điều khiển tàu ngoài không gian đã lái nó. Một tia sét khủng khiếp không biết từ đâu nổ ra, khiến tàu vũ trụ lao xuống và lướt đi vài mét. Tôi hét lên, mọi người ổn cả chứ? Mọi người gật đầu, ai cũng chỉ bị thương nhẹ. Chúng tôi tiếp tục đi bộ và sau 10 giờ, chúng tôi đến sa mạc ở khu 51. Nhìn thấy bóng người phía trước, tôi hỏi, đó có phải là người ngoài hành tinh không? Luna nói, mình không nghĩ vậy, có lẽ là một bậc thầy người ngoài hành tinh. Sau khi nghe tiếng của chúng tôi, bóng người quay lại. Nó gọi người ngoài hành tinh đến bằng một âm thanh kỳ lạ. Và sau đó, chúng tôi bị bao phủ bởi tấm lưới laser mà chúng phóng ra và không thể di chuyển. Sau khi bị dịch chuyển đến một nhà tù kỳ lạ, chúng tôi không thể trốn thoát vì hàng rào trong nhà tù. Bậc thầy người ngoài hành tinh đã vào cabin để gặp chúng tôi. Luna nói, anh ấy trông thật kỳ lạ. Ben nói, giống như một con robot. Đó là một sự pha trộn giữa con người và người ngoài hành tinh. Và nói với một giọng u ám, ta là bậc thầy người ngoài hành tinh. May mắn thay, tôi sở hữu sức mạnh có thể truyền qua lan can. Tôi lén lút truyền chìa khóa, mở khóa cho mọi người và dán ảnh ba chiều lên họ. Khóa cửa, uống thuốc sức mạnh suy nghĩ và sau đó lao ra khỏi con tàu vũ trụ đáng sợ của người ngoài hành tinh.
bậc thầy người ngoài hành tinh đã dịch chuyển thẳng đến trước mặt chúng tôi. Chúng tôi sử dụng quả cầu dung nham để chiến đấu với những người ngoài hành tinh khác. Cuối cùng, bọn họ đã bị hạ gục bởi kim loại đen trên mặt đất. Chúng tôi đã giành được chiến thắng. Tôi đến gần bậc thầy người ngoài hành tinh và lột chiếc mũ trùm đầu của hắn. Đó là một con quỷ. Chúng tôi đặt quả trứng trong tay của người ngoài hành tinh lên đầu đĩa bay để khởi động lại. Ăn mừng chiến thắng. Tin tức về chiến thắng của chúng tôi nhanh chóng lan truyền đến các hành tinh khác. Trong chuyến trở về, chúng tôi được chào đón bởi người nấm và người bánh mì băng. Người bánh mì băng mang nước cho chúng tôi và người nấm tặng cho chúng tôi bánh ngọt. Khi chúng tôi trở lại vũ trụ song song, tôi và bạn bè quay lại căn cứ bí mật của mình và ăn mừng chiến thắng với chiếc cốc vàng chứa đầy nước lê. Tôi mang theo một cây đàn piano điện và chơi nhạc. Mọi người trở về vũ trụ song song với niềm hân hoan tột độ. Chúng tôi băng bó vết thương, ăn mừng đến nửa đêm, ngủ vài ngày và chuẩn bị cho cuộc phiêu lưu mới sắp tới.